Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu có bác một xe đạp Dual Format Convert 20, một dòng xe đạp thương hiệu rất là nổi tiếng của Nga. Và hôm nay em về một chiếc xe đạp khung nhôm và giá của nó chỉ có là 6.600.000, rất phù hợp cho các bác mà đang muốn tìm kiếm một chiếc xe đạp thể thao dạng đua để trải nghiệm hay là mới làm quen đến cái dòng xe đạp này, thì đây là một chiếc xe đạp để cho các bác lựa chọn rất là phù hợp. Dòng xe đạp format thương hiệu của Nga, xe được sử dụng bộ chuyển động đời sau Klasit, Shimano Klasit, đặt đĩa trước là Shimano, và bộ lip là 8 lip và 2 đĩa, và bộ khung là không nhôm, và cái tông màu hôm nay về là tông màu trắng kẻ chỉ xanh, cực kỳ đẹp. Đó, khung nhôm, lớp sơn còn tương đối là mới, nó chỉ lớp sơn còn khá là bóng bẩy. Thương hiệu format rất là nổi tiếng của Nga rồi. Do là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước hay là những cái chi tiết này nó không còn được mới. Nhưng mà bộ chuyển động thì còn tương đối là ngon. Và cái mức giá nó cũng rất là hợp lý, chỉ có 6.600.000. Sử dụng bộ Klasit 8 tầng lip và trên này là Shimano 2 tầng đĩa. Nó xe có 16 tốc độ khác nhau. Bánh 700C nguyên zin thôi nhé, nguyên zin theo xe. Trên phần ghi đông cũng được trang bị bộ tay lắc Shimano Klasit hai bên. Và phanh 3 mảnh. Toàn bộ xe là nguyên zin hết các bác nhé, nhập khẩu nguyên zin hết, từ chi tiết tổng yên này, đi đông của Ford nguyên zin hết. Mày ơi, và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46cm, 47cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Cực kỳ mượt mà, có thể trên hình lên xuống rất là ngon. Chiếc xe được bán bên em mức giá chỉ có là 6.600.000, bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đăng lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.